Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X4 100 độ cách chơi cưa sừng lập nghẽ quay dán ở bên đường. Cái dòng X4 100 năm số ra đời đầu năm là 2004 và đã bị ngừng sản xuất. Trải qua bao nhiêu năm tháng, chủ xe cũng đã nhàm chán vận hình bên ngoài của em nó. Thay vì mua xe mới thì chủ nhân em nó đã dọn theo phương án là xuống dạng áo đời nhỏ để giảm nhẹ chi phí. Chiếc xe là cái dòng X4 100 năm số chọn phong cách là xuống cái đời áo của người Anh được vết hậu xe gọi là X4 nhỏ. Dù có mô phỏng giống tới phần nào thì lốc máy cũng không thể nào đánh lừa hướng người xem. Tổng thể em nó cũng rất hoàn hảo, như một cái điểm trừ nhỏ chính lợi dụng là che nhông của X4 năm số không che được hết cái sườn xe. Trang bị bao tay Spider làm bằng chất liệu cao su cao cấp nên vô cùng là bám tay, tuy nhiên chất dễ bị xuống cấp khi tiếp xúc với những cái chất tẩy rửa cực mạnh, đặc biệt là xăng dầu. Vì đây là bao tay đồ chơi không dành riêng cho bất kỳ xe nào nên nó không có ống ga, người dùng phải tận dụng lại cái ống ga xin. Kế bên còn có cụm tăng tốc UMA trên trình ga được rút ngắn, xe đều bay nhanh hơn. Hiện nay thị trường đã có cái hàng phay 1:1, anh em nên kiểm tra cẩn thận nhé. Hàng copy có cái rãnh ống ga không là phay tròn và xử lý rất là dễ cứa đứt dây ga. Sử dụng cable Levin ngắn để xe lạch thoáng hơn được tốt nhất. Đó đối với những xe đã độ máy, không nên dùng bô độ cho dòng xe zin, dễ bị bất hậu hoặc là khi điều ba cho ra thứ âm thanh là không hay bằng xe độ máy. Chèn chân được hạ xuống bánh cầm với chủ đạo là cái hình nhôm để tạo ra cái sự gọn gàng, linh hoạt hơn cho chiếc xe di chuyển trên thành phố. Và đây là chân dung chủ xe điểm chai. X1R khoảng cách trên hơi thở của Yamaha L6. Cái chiếc Yamaha X1R sử dụng chung cái động cơ khung gầm giống với chiếc Yamaha X4 100 4 số. Khác biệt hoàn toàn so với X4 chính là cái kiểu dáng nổi bật và cái cụm đèn pha trước mặt nạ như cái kiểu Novo 2 di động trần thể thao. Cái dòng xe này không được nhập Việt Nam nên các tay chơi xe đam mê phải order cái dàn áo và chế thêm đơn cái mẫu X4 100 để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Trên thực tế, chiếc xe thuộc dòng là X4 100 năm số nhưng được chủ xe đổi dàn áo X1R để chế lên cái sườn của những dòng là X4 100 thì chủ nhân của nó phải chấp nhận cắt bỏ các phát sắt zin, sau đó chấm hàng lại những cái phát theo đúng cái dàn ốc của áo X1R. Phần ghi đông chỉ cần là hạ xuống và câu điện đèn xuống là ổn ngay. Trang bị cặp đèn trợ sáng, đây là một cái trợ thủ rất là cần thiết cho những chủ xe muốn chinh phục những cái cung đường đêm thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, cụm công tắc Henwick được tích hợp rất nhiều cái nút tha hồ chủ xe chế cháo và những chức năng phụ thêm cho xe và không cần đau đầu vì ở vị trí chế công tắc. Trang bị đồng hồ Casio ASN nằm lộ thiên ở ngoài, phong cách này được áp dụng trên những mẫu xe Rush chạy trường. Họ phải núp gió nên vị trí của họ đồng hồ kiểm soát tua máy để dễ sang số. Dàn chân trước được trang bị dầu Morin, một thương hiệu đến từ Thái, rất được em chơi xe Việt Nam ưa dụng. Trang bị heo dầu Rambo lớn 2 bit đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo được làm bằng chất liệu CNC, tạo hình vô cùng sắc nét. Sử dụng cái đĩa chai Yes ở trước, bên cạnh đó còn có một cái mắt đọc km/h của Casio nó trên. Trang bị heo dầu Rambo logo nhỏ ở phía sau được làm cái phát xoay ngược xuống dưới từ những dòng phân lớn thật thụ. Cái kiểu phát này là vô cùng mắc khi ta làm tầm khoảng là 1 triệu đến 1,5 triệu. Chú heo dầu cũng được cố định vào phát bằng 2 chốc rotor. Như tiêu đề mà nó đến thì chiếc xe dùng là cái bô của L6 đem cho em nó tướng hình là to lớn hầm hổ hơn. Tuy nhiên các xe cũng phải làm lái lại chút xíu mới để dùng cái dòng bô này. Tuy nhiên do không tìm được cái mâm zin của X1R nên chủ xe dùng là mâm chai Yes thay thế cho kiểu dáng làm mâm của hai cái dòng gần như là giống nhau, chỉ khác đặc điểm của nó là nhỏ và kích thước là bản mâm chai Yes nhỏ hơn so với X1R. Cảm ơn bạn đã theo dõi video tiếp, nhớ like, subscribe.